Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vivu Hạ Long. Hôm nay hãy cùng khám phá một trong những du thuyền đẳng cấp nhất tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ nhé. Du thuyền Paradise Grand là một trong 4 dòng sản phẩm du thuyền cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn du thuyền Paradise Tuần Châu, vốn nổi tiếng với các sản phẩm du thuyền, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Tuần Châu. Du thuyền được thiết kế với vẻ đẹp độc đáo, trang nhã và không kém phần thanh lịch. Du thuyền gồm 39 phòng ngủ, chia thành 4 hạng phòng gồm Grand Balcony, Executive Grand Balcony, Grand Seal Balcony, Captain S View Grand Seal với diện tích từ 28 đến 35 mét vuông được thiết kế sang trọng, trang nhã. Các phòng nghỉ đều có ban công riêng hướng vịnh. Về tiện ích của du thuyền Paradise Grand gồm hai nhà hàng sang trọng với đa dạng ẩm thực kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và phương Tây. Du thuyền có quầy bar với không gian độc đáo, sang trọng, phục vụ đa dạng đồ uống. Ngoài ra, du thuyền cũng có dịch vụ spa và khu lounge, sun deck rộng tới 450 mét vuông vô cùng thư giãn. Với view toàn cảnh vịnh phù hợp cho du khách check-in chụp ảnh, chắc chắn Paradise Grand sẽ khiến cho kỳ nghỉ của du khách thực sự thoải mái và tiện nghi. Du thuyền Paradise Grand cũng cung cấp rất nhiều trải nghiệm và các hoạt động thú vị trong suốt hành trình. Ngày thứ nhất, du khách sẽ trải nghiệm chèo thuyền kayak tại khu vực ao ếch, khám phá cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp trên vịnh Lan Hạ. Ngày thứ hai, bạn sẽ lên đò Nan khám phá hang sáng, hang tối cùng người dân địa phương. Chèo đò tay đưa bạn khám phá vịnh Lan Hạ và đi dưới vòm hang để vào bên trong một không gian rộng, bao bọc bởi các đảo đá cực kỳ ấn tượng. Bạn cũng được hướng dẫn bài tập thái cực quyền vào buổi sớm chào đón bình minh trên vịnh. Quả thật là một chiếc du thuyền đáng để trải nghiệm đúng không nào? Hãy liên hệ ngay với Vivu Hạ Long để đặt ngay một tour du lịch với du thuyền Paradise Grand nhé!